cho anh em ơi, chào mừng trở lại với kênh 1995 Vlog. Trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể sử dụng cái gian hàng Playdonut ở trong blog này đó, và chúng ta có thể tạo game pass ở trong Playdonut. Vì mình đã có một video hướng dẫn chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể tạo game pass trong blog rồi, anh em xem lại video đó ha, rồi chúng ta mới add cái vào Playdonut được anh em. Và trong video này mình cũng chia sẻ anh em luôn cách để chúng ta có thể nhận code của Playdonut luôn ha. Code này là code mới nhất 2024 anh em. Có cập nhật tiếp thì mình sẽ cập nhật trong video tới nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào video và mình chia sẻ thêm chi tiết cách để chúng ta làm ha. Rồi, ok, bây giờ bước đầu tiên là mình sẽ nhập cái game pass trong cái Playdonut này. Thì mình sẽ vào cái ứng dụng Roblox nè. Bên nữa, anh em nào mà chưa cập nhật Roblox thì chúng ta sẽ vào Google Play nè. Đó, anh em tìm với cái ứng dụng có tên là Roblox nè. Và chúng ta sẽ tiến hành cập nhật cái Roblox này mới. Tại sao nói gì anh em? Thì anh em hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất thì chúng ta mới có thể trải nghiệm tốt cái ứng dụng Roblox nha. Rồi, ok, ok này, bây giờ mình sẽ tìm với cái game là Playdonut. Đây đó, game chúng ta ha. Rồi, ok, mình sẽ bấm vào. Mình sẽ vào cái game Playdonut này ha. Game Playdonut nè, trời ơi đẹp giá mang anh em. Đây. Và anh em nào mà chưa từng nhập code trong Playdonut thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em luôn. Đây, rồi ok, bây giờ anh em xem lại cái video cũ mình đã chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể tạo cái game pass trong Roblox rồi. Thì qua cái game Playdonut này thì anh em làm rất là dễ. Ví dụ như mình sẽ chọn một cái gian hàng này đi, anh em thấy những cái gian hàng này không? Có rất là nhiều gian hàng trống nè. Ví dụ như mình sẽ chọn một cái gian hàng này đi ha. Đây. Rồi mình sẽ nhấn giữ vào chỗ này, đó. Rồi, nó sẽ hiện ra chúng ta luôn. Là nó sẽ đưa chúng ta vô có cái cái ấy luôn nè anh em không? Đó, game pass chúng ta là nó có sẵn luôn nè. Đó, nó lên sẵn chúng ta luôn nè ha. Đó, anh em thấy là game pass chúng ta lên rồi. Đó. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào. Anh em thấy là bây giờ mình bấm cho anh em thấy nè. Đó. Đó, mình bấm vô game pass. Có bữa hổm mình mới làm cái game pass này anh em. Đây. Mình có làm một cái game pass này nè. Đây, cái game pass bữa hổm mình làm trong cái video mình chia sẻ thêm cách để chúng ta tạo game pass nè. Đó, rất là đẹp luôn. Anh em nào chưa xem thì xem lại đi nha. Hay lắm. Xem lại đi, hay lắm. Đó. Rồi, ok. Cái này là mình đâu có tự mua game pass mình được anh em. Đó. Rồi, tên. Rồi tên thì nó đưa sẵn luôn rồi này. Thì làm sao anh em? Ví dụ như anh em muốn chỉnh sửa thì chúng ta sẽ vào đây. Đó ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhấn nè. Đó, thì anh em có thể chỉnh sửa thêm ở trong phần này. Nè, edit box nè. Đó. Ta có thể chỉnh sửa màu mè hoa lá rồi vô trong đây. Rồi ok. Test font nè. Ta có thể chọn font chữ nè. Màu chữ nè. Đó. Rồi ok, mình có thể chỉnh tên luôn nè anh em. Chỗ test nè. Đó, mình có thể chỉnh tên này lại nè. Rồi. Ví dụ như mình để tên mình đi. Để coi nó ra tiếng Việt không ạ. Đó. Thì nó sẽ ra tiếng Việt luôn anh em. Và mình có thể chỉnh màu nè. Màu cam, màu vàng, màu xanh gì đó đó. Có luôn. Rồi màu xanh luôn nè, đó. Rồi ok anh em thấy chưa? Đó. Rồi rất là dễ nha. Đó. Rồi. Ôi đẹp quá này. Ôi cái Playdonut mới này đẹp quá ha. Đó, bản cập nhật thì nhìn thấy hoành tráng hoa lá luôn nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi nhập code nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành nhập code nha. Rồi, code trong cái Playdonut nè. Đây anh em chú ý cho mình cái biểu tượng màu vàng vàng bên góc bạn nè. Rồi. Honest thông cảm ơi. Đó, chúng ta bấm vào. Đó, Rhythm Code. Ok, bây giờ mình sẽ nhập những code sau đây ha. Anh em chú ý xem ha. Nếu mà nhanh quá thì anh em thông cảm tôi lại video ha. Rồi, code đầu tiên. Thế đi 2024 cái này, 2024. Rồi ok. Đó. Ok nha. Cái này thì anh em được gian hàng năm mới nha. Pixel nè. Pixel. Đây. Đó. Có tiếp theo là anh em Pixel nha. Rồi. Đây. Đó. Thì cái code này chúng ta sẽ được cái gì thì từ từ biết nha anh em. Em nhập vô đi nha. Rồi ok, tiếp. Có tiếp theo là anh em. Rồi, anh em nhập theo mình nha. Rồi. Project nè. TS UV RE nè. Đó, nhập đúng theo mình nha. Mình đọc từ từ cho anh em nhập luôn á. Đó, có tiếp theo nè. Đó, có tiếp theo nè anh em. Rồi, đó. Ok, nhập vô nha. Ngon lành cành đào. Rồi.
Tiếp theo nè, có tiếp theo nè anh em. E tính dần luôn, rồi là E luôn nè, E Y nè, nó E S luôn không, rồi 10. Rồi có tiếp theo nữa nè, đây mình sẽ lấy nét cho anh em ha, anh em nhập theo mình nha. Rồi đó, ok ghi được rồi, ngon lành canh đào luôn. Rồi cái có tiếp theo luôn nữa nè, Lazan nè, Laser E Z A G, rồi B E A M. Đây có tiếp theo nữa nè, đó đánh dần luôn. Rồi ok tiếp theo, rồi đó xong nha. Tiếp theo nè, có tiếp theo luôn nè anh em. Ly, trời đánh dần cho anh em luôn, thông cảm nha, mình đánh dần luôn cho anh em nhập theo nha. Rồi sau nè, L Y X và 10. Cái này đó anh em ghi giống mình nha, này ghi giống mình nha. Rồi tiếp theo, ngon lành chưa. Rồi có tiếp theo trong play donut luôn. Rồi chữ qua hết luôn nha anh em. Ớt tòe AK15. Rồi quỷ đầm. Rồi có luôn nha anh em. Đó tới luôn rồi đó, tới một chuyện luôn rồi đó. Tết này là anh em nhập ngon lành rồi đó. Tiếp theo nè, ghi chữ thường nha anh em. Chữ qua ghi thường nha. Cái này là ghi thường nè. Nè play donut nè, donate đó. Rồi new đó, thêm chữ S vô của số 10. Đây có tiếp theo, rồi mình để cho mà chỗ này cho đẹp nha. Rồi đó còn luôn. Tiếp theo nè, GGLI đó, đánh dần luôn. Rồi số 10 luôn. Rồi tới một chuyện luôn nè anh em. Đó nhập theo đúng như mình nha. Rồi rồi ok, code này là code cuối cùng rồi đó anh em. Đó để anh em kiểm tra xem những code này anh em sẽ nhận được những phần quà nào của Gameplay Lunat tặng cho anh em ha. Rồi video này là video cuối cùng của năm 2023 nè. Chúc anh em năm mới vui vẻ thành công ha. Rồi anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha. Nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại ở năm mới nè. Rồi nhớ chia sẻ mạnh mạnh rồi lên em, mình sẽ chia sẻ những cái code mới trong game Lunat này cho anh em thấy.